Vậy là ừ đúng rồi, chú mới chùi có mặt à. Trời ơi. Cái gì? Máy tính sai đường hả? Ừ. Máy tính sai đường rồi. Nhưng mà sai thế nào mày? Mày không phải là sai thì không phải là mày đúng không? Với cơ bản là thế. Đưa cho ông, ông tính hết đi. Nhưng mà tính cái gì anh đâu có biết gì đâu. Ủa Thư, Thư gì nữa vậy? Anh coi đi. Thư, ủa là sao? Người chú Mây và chú Adi. Cháu Thỏ. Cháu Thỏ là ai? Em ơi cháu. Ủa, đâu rồi? Xem đi mày. Cháu Thỏ là ai vậy? Phong bì đẹp thế. Ủa mà tại sao lại có phong bì này? Thực ra có cái thư dài như thế nữa. Kính gửi chú Mây và chú Adi. Cháu tên là Bùi Hạnh Nguyên, ở nhà gọi là Thỏ. Hôm trước anh ba cháu bảo là nếu có nhiều quả trứng xếp cạnh nhau thì người dẫm lên cũng không vỡ được, vì trên lớp anh được học như thế. Nhưng cháu còn phát hiện ra được một bí mật nữa, là nếu mình bóp quả trứng bằng lòng bàn tay thì trứng cũng không vỡ. Cháu nói vậy mà anh cháu không tin, vì anh cháu bảo một quả trứng thì dễ bể lắm, do tay cháu bé nên không bóp vỡ được thôi. Đúng. Cháu muốn đố chú Mây và chú Adi có thể bóp vỡ trứng bằng lòng bàn tay được, để xem cháu phát hiện có đúng không. Nếu đúng hai chú nói với anh cháu nhé, và công nhận cháu đã phát hiện ra bí mật này. Vâng, đó là Adi tưởng tượng ấy. Mình đừng lên nó thì nó sẽ mày. Một quả ấy là như thế này này. Nhiều quả thì nó sẽ 30 cạnh quả là sẽ tốt hết 30 quả trứng. Vấn đề quan trọng nhất, lấy trứng ở đâu? Trứng thì chắc là dễ, mình ra chợ mình mua một 50 quả rồi có. Chợ có đầy. Sau đó kiểm tra ở đâu? Trong nhà tắm. Nhà tắm đỡ phải lau dọn. Ở đấy hả? Ừ. Nhà tắm ở đấy hả? Ừ, để sẵn được cái bồn rửa tay rồi cứ bóp okay. Bể rồi rửa tay luôn. Mày lâu rồi không đi chợ, không biết giờ trứng bao nhiêu một quả rồi. 2.500, 3.000, hình như là có hai loại. Tuy, nếu mà là trứng gà, nếu mà là trứng, có thể là trứng gà, có thể là trứng vịt. Trứng con gì cứng nhất, trứng gà hay trứng vịt? Đẹp nhất là cái gà công nghiệp ấy. Nếu mà mình mua 30 quả trứng đi, rồi mình chiên ăn thì mình sẽ được tiết kiệm tiền ăn. 30, 3 quả là 9.000, 30 là 90.000. Thế là 30. Mỗi ngày 30 thì là 180. Hơi bị nhiều rồi. Mày đang nghĩ là không biết có cách nào á, sau khi làm bể cái số trứng đó rồi á, mình thu nó lại được để chiên ăn. Nếu mà mày thích trứng chiên giòn ấy thì ok. Nếu không làm vậy thì tốn một mớ tiền ăn của mình. Chắc chắn mẹ. Thì bây giờ thì có thể tương tự được là cái mùi của nó sẽ như thế nào rồi. Adi có giỏi trả giá không? Giỏi mua hàng không? Tùy. Cô ơi. Dạ. Dạ cho con hỏi. Có trứng nào bóp không bể không? Trứng nào cũng bể hết. Nhưng mà chỉ trừ ra là con bóp ngang vậy nè là nó không có bể thôi. Dạ. Bóp vậy là không bể. Không bể, ngang vậy là bể. Trứng nào cứng nhất? Trứng vịt, trứng gà hay trứng gà ta hay trứng cút? Trứng vịt cứng nhất. Trứng vịt cứng nhất. À. Vậy mình thử trứng vịt đi ha, trứng vịt là cứng nhất. Ok. Trứng gà với trứng vịt nó bể ra thì cái nào nó đỡ hôi hơn? À, cái trứng vịt. Phải kiểm tra cái chỗ sức thì chỗ ấy. Thì mình nên thử trứng vịt. Vịt. Nhưng mà nếu rủ nó bể thì nó sẽ hôi hơn nhiều lắm. Mày bảo hộ. Rủ đâu nó bể nó hôi lắm. Mày thì phải hy sinh. Cho con một vỉ trứng gà. Dạ, một vỉ bao nhiêu tiền ạ? Vỉ đó là 35 ngàn. 35 ngàn, 5 vỉ là 175 ngàn. Như là không ăn trưa hả? Dạ cô ơi, con mua nhiều có giảm giá cho con không cô? 35 là cô lấy về giữa ông đấy mà cái trứng này ngon lắm. Adi đi chợ nhiều hơn, không biết Adi có thể thuyết phục cô. Cô rất là dễ thương này. Trả giá. Bây giờ mày đã mắc cả rồi, thế là bây giờ là
hết chuyện rồi. Nhưng mà phải công nhận là mây mua rất nhiều. Thì anh ơi, nếu mà bớt 1 đồng 2 đồng thì cũng được đây. Cho tình cảm ấy, cũng vui rồi. Bao nhiêu tiền ạ? Cái hộp là 140 với cái 60 là 200, 200 với 17 là 217. Rồi giờ lấy cho 200 đi, giờ anh bớt lấy ăn đó. Dạ. Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn anh dạ, nhiều. Đây, đây mày thấy chưa? Dạ. Nó hay quá. Mày đứng lên quả trứng đó. Nó bể, rồi mày lấy quả trứng đó đã bể đã chiên cho Adi ăn. Adi ăn không? Nhưng mà này, thì bây giờ mình đi đâu? Kiểm tra ở đâu? Thì đơn giản nhất là cái nơi mà có rất nhiều người khác nhau. Ví dụ công viên. Công viên hả? Gần đây có một công viên gần nhất thôi là Lê Văn Tám, không biết ra đó được không? Nhưng mà nó nhỏ quá. Đó là gì? Hoàng Văn Thụ hả? Hoàng Văn Thụ hả? Hơi xa. Gần sân bay á. Ok thôi, ra Hoàng Văn Thụ đi. Lo quá. Cẩn thận nha đi. Đang cố gắng. Trước hết thì thử cái trứng cút đi. Trứng cút thì chắc chắn bể. Nếu mà hai bạn tin rằng nó bể thì có dám cá độ không? Nếu mà hai bạn bóc không bể được thì sao? 90% là nó sẽ bể, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ có 10% là nó sẽ không bể. Nếu mà không bể thì trưa nay ăn trưa không chịu nữa nhé. Không chỉ trưa nay đâu mà cả chiều, cả tối, sáng mai. Mày. Đã nhớ cái kính này. Mắc mày, cái này luôn hả? Mày nghĩ là mày sẽ mặc. Mất thời gian quá mày ơi. Không sao, mất bao nhiêu đâu, trồng vô đâu. Gì kỳ á? Không. Lộn. Mày phải bỏ cái. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi chút xíu coi. Mấy bạn nghĩ là quả trứng này bóp có bể không? Bóp theo đúng cách vậy nè. Không à. Trứng nó mỏng thế này là nó phải bể chứ đúng không? Mà nãy bạn bảo là không bể hả? Không bể. Chắc chắn không bể luôn. Không bể. Thiệt không bể không? Vậy bạn dám bóp không? Dám. Đúng. Bóp thiệt tình nha, bóp đúng cánh nha. Xa. Ừ, đúng rồi, để xa nha. Rồi. Mạnh nữa. Cố sức chưa? Đây. Cố sức không? Cố gắng sức không? Không bề được. Thử lại coi, bây giờ mình nhìn gân tay của bạn coi nè. Gân cho anh. Trời ơi. Bóp. Thầy xưa. Không bể được hả ta? Nhưng mà cô bé đó bảo là bỏ vào lòng bàn tay kìa. Rất là bể luôn. Bóp đi, em bóp được. Rồi, đâu thử, đi về máy xem. Ra đi nha. Đây, thử đi. 1 2 3. Đâu có. Anh được cố gắng hết. Mày. Ủa sao mình bóp cầm ngón tay của mình luôn. Không thể nào là đây, cái ngón tay của mày nó cứ xoay về phía này thôi. Mày hơi sợ. Nhưng mà bây giờ chỉ có con cây này nè. Bể. Bạn bảo bể. Bể á? Mình cũng nghĩ thế. Mấy bạn nghĩ bể không? Không. Chứ nghĩ em luộc chưa? Chưa luộc. Chưa luộc đâu. Cầm thử biết liền chưa luộc. Cầm cũng bấm biết không? Biết mà. Cầm biết mà. Nó còn sụp sụp ở trong rồi. Bóp nhẹ sẽ không bể, còn bóp mà để nghĩ cái móng tay mà quậy quèo xuống như thế này sẽ bể. Bóp bằng lòng bàn tay thôi đúng không? Ừ. Đó là lòng bàn tay bóp không bể. Bóp ngay lòng bàn tay không bể. Không bể. Không bể được. Cái này không bể được. Không bể được. Nó đâu có đủ lực đâu. Có lẽ cái này quá nhỏ ấy. Nếu mà mình lấy cái quả trứng gà ấy ép như thế này thì có lẽ nó thử đi. Bạn có thể kiểm tra giùm quả này. Nè, kiểm tra giùm mình. Nguyên vẹn ha. Em nói không bể với điều kiện là bóp như thế này. Còn nếu mà cái bàn tay của em, cái ngón em nó ngắn, em bóp vậy thì xuyên sẽ dùng lực bằng các ngón tay, nó sẽ bị bể. Cái này bể chắc rồi, chết chứ. Bể không? Bóp bể không? Thế này thì không bao giờ bể. Ừ. Anh mà bóp vậy bể em thua cũng thua đó. Thiệt không? Thiệt. Đó đi. Bóp về bể thua gì cũng thua hả? Chắc chắn không bể luôn hả? Còn nãy em nói bể là dùng ngón tay của em nha. Dạ. À. Thôi đây đừng gọng, lát nó không có gì xảy ra. Mày. Cái phía này ấy nó bên nhấp này. Mày. Chiều ngang hả? Thử như thế này đi. Thử chiều ngang hả? Cái này chắc là bể rồi cái gì? Chắc thế. Rồi. Đấy, nhưng mà mày không, thấy chưa? Ngón tay đấy. Đâu có đâu. Mày. Mày đã cầm nó như thế này. Hả? Và làm như thế này đấy. À vậy hả? Thì nó mới bể.
Chứ nếu mà câm như thế này này mà không cuốn cái mông tay ngón tay ấy, không cuốn ngón vô hả? Ờ, đấy là cái vấn đề. Lúc đó mày thử như thế này đúng không? Bạn ơi, mình nghĩ là bạn cứ chạy tí. Nếu không dùng ngón tay ấy mà câm như thế này này, không được luôn hả? Không có chuyện này xảy ra luôn. Như thế này thì không, như thế này thì không, nhưng mà như thế này thì nó sẽ bể à? Chắc chắn không? Mình cũng đoán như thế. Thôi, em làm đi. Không được. No. Em tên gì? Dạ em tên Tú Anh. Em học trường gì? Trung học thủy sản. Khoa gì? Nuôi trồng. Khoa nuôi trồng thủy sản. Ủa, thủy sản chứ đâu phải là gia cầm đâu, biết trứng rõ vậy? Nhà có nuôi vịt, nhà có nuôi vịt. gặp nuôi vịt chuyên nghiệp. Đừng bắn vào người ta nha mày, tránh xa đi. À, dùng máu này không chơi đó. Đấy, thấy chưa? Không cắm được luôn. Không à? Không à? Không bể thật đó hả? Bóp hết lực chưa vậy? Mặt đỏ lên rồi kìa. Là bóp thiệt đó hả? Ừ. Vằn vện, đỏ tùm lum. Ờ. Mồ hôi mặt ra tùm lum này. Chứ mày nghĩ sao? Này, vài nhá. Thoải mái. Nếu như bể thì sẽ ra sao? Thì không sao, thì sẽ chứng tỏ là em khỏe hơn anh. Đừng dùng móng rồi, đừng dùng móng, tao bảo mày ăn gian nữa. Bể đi. Hay là em gái yêu lực yếu, bạn trai này mạnh. Đấy, cứ ép mà. Có thể nãy giờ nó chưa bể nhưng mà nó nứt sẵn rồi. Tới lượt bạn này bóp nó sẽ bể. Hôm nãy anh bóp mà nghe có tiếng rắc rắc thật. Không bể. Đây. Ủa không bể được luôn hả? Thấy chưa mày, không thể nào làm được về cái chừng vịt đấy. Vậy bây giờ nhờ hai bạn lần nữa là chứng kiến tụi mình là làm cái màn cuối cùng. Chuẩn. Ngon rồi. Ôi mày sợ quá à. Sợ tức sao? Là trứng có cái cao cái thấp, nó không có đều. À thì trứng nó đâu có đều đâu. Ừ. Nó cái nhỏ. Dạ anh chị ơi. Hay quá. Thôi. Nhưng mà có mấy cô gái nhỏ nhỏ đấy nè. Mấy bạn ơi. Bạn ơi, bạn nặng bao nhiêu? 42 kg. Dạ 42. 42. Bạn nhiêu? 40. 40. Cái bạn đang bỏ chạy kìa. Ba mươi lăm ký hả? À đi, 35 kg. Ờ thì chuẩn. Chuẩn, anh giúp chú thí nghiệm đứng lên mấy quả trứng đó. Không sao, bể không sao. Nhưng mà chú nghĩ là sẽ không bể. Vô giữa hai bàn tay chú. Đây. Rồi. Ok. Từ từ nha. Rồi. Thả lỏng người. Đừng cử động. Bỏ thế. Rồi đừng cử động nha. Từ từ. Ok. Không bể một quả nào. Mình đã biết cách rồi. Thì thí dụ bây giờ á, có một người nặng cỡ 40 kg lên thì lòng luôn. Bạn ơi, bạn nặng bao nhiêu cân? Không biết à? Bạn nặng bao nhiêu? Dạ 44 kg. Hả? Ở đây tôi bán, đứng ở một chỗ thôi. Bạn có thể cởi luôn cả mũ ra được không? Nhẹ được cái nào hay đó. À, khoan, chưa. Thả lỏng toàn thân để cho anh này phía sau lo. Rồi, đây, đúng chỗ. Ok chưa? Ok, từ từ, rồi. Thả lỏng toàn thân nha, rồi. Đứng thẳng nha. Rồi. Đừng tự nhiên nha. Mày, hơn bạn kia 9 cân. Hơn 9 kg. Ok chưa? Không có dấu hiệu bể. 1, 2, rồi, ok. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi kiểm tra lại xem. Thử xem nha, thử xem bạn còn đủ nặng không. 1, 2, 3. Quả. Không bể một quả nào. Bạn ơi, bạn nặng bao nhiêu? 50 hả? Thì đó, 50 cân. Vậy mình nhờ bạn giúp đỡ chút xíu nha. Rồi, đặt chân vào giữa chỗ này rồi, cứ thả lỏng ra để đi lo. Ok chưa? Rồi, ok. Thà nhá. À, rồi. Hai chân ra. Dạ, hai chân bạn nhai. Đây, cây chân bên tay phải ấy. Rồi. Ok. Rồi,
Rồi thả. Rồi. Mình nghĩ là thế là được rồi mày. Xuống nha. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn tên là gì? An. Đoán đi, câu 7 không? Có hả? 1, 2. Mà hai quả thôi. Hai quả thôi, mà chỉ ở trên thôi. Chắc do hồi nãy là bạn ấy, mình lỡ đặt bạn ấy đứng vào giữa ngay trúng cái đỉnh quả này. Với lại nó không bể, nó chỉ rạn, tức là có một vết nứt thôi nè. Nó không bể hoàn toàn. Cái quả này cũng vậy, chỉ nứt chứ không bể. Hay là bây giờ Adi nhảy lên luôn. Adi nhảy lên. Cứ chạy thôi. Bạn nghĩ sao? Vỡ hết đúng không? Anh nghĩ sao? Hết hả? Bạn bể hết đúng không? Dạ không. Mấy cái thôi hả? Chắc ông già Adi. Cái vụ này căng quá à, tôi sợ lắm rồi nha, tôi thấy nghi lắm à. Không sao. 85kg á. Ok, bước về phía sau. Bây giờ mày xuống nhưng mà từ từ nha. Từ từ nha. Mày. Vậy? Mày thẳng lên. Không thẳng được, thẳng là mày sẽ té. Lùi ra. Ok. Đừng như thế này ấy. Mày mà thả xuống thì Adi sẽ ngã. Nghe là cây đó nha. Thế nào cũng phải thẳng. Hoặc là Adi đập mày lên. Được không? Thật ra 78kg cũng có khác hơn 50 á. Chưa. À, rồi. Té. Ờ, từ. Đứng thẳng. Thẳng lên. Ê, sao tôi rung quá vậy? Tôi có cảm giác giống như lắc hồi đó. Ok mày nha. Ừ, rồi. Ủa? Cái tiếng em. À, một quả nước. Final test. Ờ, bước lên. Rồi. Xuống từ từ nha. Wow. Nghe có một tiếng đổ vỡ nặng quanh đây. Mày, hình như chúng tôi đã phát hiện ra và tìm được cái giới hạn. Giới hạn của sức. Chữ U. Bền của quả trứng. Chắc là vậy. Là một Adi. Một Adi. Một mây vẫn chữ U nhưng mà một Adi là hết. Có khác biệt khá lớn cân nặng với mây với Adi nhỉ. Wow. Nhưng mà này. Ủa sao bên này còn nè? Không đều. Do hồi nãy là mình đứng không có đều. Không đều, mình đứng đây. Đứng ở phía này hơn. Thế là bỏ nha. Về cơ bản. Bóp trứng bằng lòng bàn tay. Ừ. Là không thể. Không thể. Chú và chú Adi đã thử qua nghiệm qua và chú Adi đã chứng minh được là 30 quả trứng gà có thể nâng được một cậu bé nặng 35kg, một cô gái Thảo nặng 40kg, tới lượt chú May nặng 75kg và giới hạn cuối cùng là chú Adi 85kg. Sau này á, nếu mà muốn chú May với chú Adi á, thử nghiệm một cái gì đó thì cứ việc lên Facebook bây giờ làm sao, ghi vào phần comment ấy là muốn chú, hoặc là gửi tin nhắn vào Facebook bây giờ làm sao, gửi tin nhắn là muốn chú May và chú Adi thử nghiệm giùm con điều này, thì cứ viết lên Facebook và chú May và chú Adi sẽ đọc được những dòng đó và sẽ thử nghiệm giúp các bé. Đề tài nào hay sẽ được nhận được phần quà của chương trình của chú Adi. Phần quà là gì? Ai biết, Adi nghĩ ra đi. À thì cái đó sẽ là bất ngờ nè. Tôi bây giờ mày, bây giờ mình nghĩ là dọn. Rồi nghỉ đi. Dọn dẹp để là mình ăn trứng thay cho bữa trưa bữa tối luôn à. Cười gì vui lắm, sao cười.